hai lạng. Cái màu ạ. Từng này hai lạng hả? Ừ. Tí tin là xuống đấy. À, còn măng thì bao nhiêu một ký? 30. Không biết rồi, xe màu anh gì đây? Anh Trinh. Anh Trinh à? Xe màu à? Cái này măng 30 ký. Ừ. Trinh Trinh gọi Trinh nhá. Anh có số anh Trinh không? Anh gửi cho em ấy. Ừ. Cái này. Vừa lấy anh An anh gửi cho em. 30.000. Em xem Zalo lấy ra là của chú. Còn cái này. Ni 10.000 nó 20, cái to 20. Cái to 20 à? Anh gửi cho em xin số của anh Trinh mới nhá. Ờ. Còn đây cái đây. Quả này thì quả này là chanh leo hả? À? Sung á. Ủa quả sung á? Cái vá cái sung chứ đó. À, bao nhiêu quả? 5.000 có. 5.000. Cái vá này là về là ăn sống đúng không? Ừ, nên chín rồi. Còn đấy. Tiêu này bao nhiêu ký nhỉ? Ký 100. Ký 100 à. Ok. Cái dưa này dưa lê đúng không? Ừ, dưa trên núi ạ.